Em xin chào các bác nhé. Hiện nay là phiên của buổi sáng của ngày 25 tháng 6 năm 2023. Sáng nay vườn lan Cường Thúy nhà em lại tiếp tục lên xả một số cái mã châu Thái mít rụt dịt. Giá cực kỳ yêu. Ngoài cái châu Thái mít rụt dịt ra em xả ra em còn rất là nhiều hàng dọn vườn nhá. Em sẽ chia mã. Đấy, các bác ơi, nhà em vườn thì rộng, hàng thì nhiều này. Bây giờ em phải nuôi ra em xả đi bán kiếm tiền tiêu chứ giờ không có cả tiền tiêu này. Các bác quan tâm ủng hộ em thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0981550768 giúp em. Các bác nhìn này. La liệt hàng treo rồi hàng treo dốc, hàng treo ngược rồi hàng để dưới sạp. Vỡ nợ đến nơi rồi các bác ạ. Đấy, các bác bảo vì sao mà em hay thanh lý vì hàng nó nhiều. Bán qua mỗi một mẻ hàng thì mỗi thứ nó còn mở lại một ít thì em phải bỏ ra em thanh lý nhá. Đấy, và các bác quan tâm đặt hàng thì có thể nói rõ mã số và giá tiền. Và khi các bác xem thì các bác chụp hình lại cho em về để mình so sánh với cây mình đặt xem có giống không. Một số bác này tưởng tượng nó hơi phóng đại. Cái cây em quay thực tế ở vườn nhà em như thế này, các bác về các bác cứ chê bé. Em nói thật ý, có mấy chục nghìn một cây và nhà em bán là rẻ. Em khẳng định luôn là rẻ nhất, không ai rẻ như vậy. Mà các bác còn chê thì đúng là không mua được ở đâu được các bác nhá. Đấy, và toàn bộ những cái hàng này em quay thực tế tại vườn nhà em nhá, chứ không phải ở đâu nhá các bác nhá. Cho nên là các bác cứ yên tâm luôn, chứ không phải là em quay những cái vườn ở bên Thái rồi ở Lâm Đồng, Lâm Điếc thì em về em quay lên em bán cho các bác này, lúc gửi hàng, hàng nó không thực tế nhá các bác nhá. Đấy, sau đây em sẽ vào giới thiệu chi tiết từng mặt hàng một ạ. Sau đây là một số cái mã châu Thái, hàng siêu VIP nhá. Em bán với giá là vỡ nọ luôn các bác ạ. Nó có cây nó thi thoảng nó hơi lỗi một xíu, có cây không lỗi một xíu nào. Lỗi là cái lỗi rất là nhẹ nhẹ, kiểu lỗi vận chuyển ấy. Đấy, siêu mít luôn nhá. Hàng này rất là nhiều mặt hoa này. Đấy, em cho các bác xem qua một số mặt hoa hàng siêu mít của nhà em nhá. Và hàng này hoa tất cả là đều lỏ thực tế tại vườn nhà em. Và một điều nữa là các bác mua hàng, các bác hãy là người thông Thái này. Tất cả những hàng, bất kể nhà anh vậy, cứ quay hàng thực tế tại nhà vườn. Vậy, tại tay em đang nói, tay em cầm em quay thì các bác hãy lên mua nhá. Còn những cái hàng nhà em, những cái hàng mà họ toàn quay ở đâu đâu đâu, họ nói cái giá rời hơi đất hỡi thôi, các bác cứ quay sang các bác bì tị mấy em rằng là nhà đấy nó bán, họ bán rẻ mấy thế nọ thế kia thì các bác cứ thử mua một lần đi xem là hàng nó có giống như hình không. Và một điều nữa là hàng đây em nói lại là em quay thực tế đây tại vườn nhà em. Tất cả đều 100% những mặt hàng em quay em giới thiệu em báo giá cho các bác đều ta có tại vườn nhà em. Cho nên là một số bác ấy thì thôi nói thì các bác cũng đừng đụng, chỉ có một số bác không phải thì các bác cũng đừng đụng chạm nữa. Cũng ý là cũng không phải đụng chạm với các bác thì các bác cũng bỏ qua cho em là em đã quay rõ chi tiết như thế này rồi nhưng mà vẫn còn yêu cầu em là quay hình gửi vào Zalo cho tôi xem. Khổ quay đến 10 cái mã hàng bác cũng không chọn được cái mã hàng nào thì thôi. Các bác ơi, các bác cũng thông cảm hộ em tí nhá. Đấy, em làm em còn kiếm cơm, em còn nhiều việc lắm cơ các bác ạ. Đây, em và những cái đơn hàng này thôi em cũng bỏ qua, những cái em đọc màu hoa thì các bác cứ thấy cây nào nó hợp lý, hợp với túi tiền các bác ưng, các bác chốt hàng. Và các bác đọc rõ mã số cho em nhá. Em đánh mã số H35 này, 3 chậu 450.000. Chậu thứ nhất gồm có 2 cây này, siêu mít nhá. Đấy, chậu thứ hai này, ui dồi ôi, cái cây này to gãy cả cổ tay em này này. Chậu thứ hai này siêu to khổng lồ luôn nhá. Đấy, chậu này 2 cây nhá. Và chậu thứ ba, hàng lá xếp này, hàng lá xếp nhá, lá xếp chỉ thiên đấy, siêu đẹp luôn. Độc có 450.000 và em bao ship luôn nha các bác nhá. Các bác đừng mì tị giá nhà nọ với nhà kia nhưng mà hàng nó không thực tế đâu các bác nhá. H36 gồm có 3 chậu 440.000. Chậu thứ nhất là gồm có 1 cây siêu mít này, 1 cây này. Và cái lá này là lá bẩn đấy nha các bác nhá. Lá này lá là tưới nước ao bẩn đấy nhá, không sao đâu ạ. Cây thứ hai này, đấy, có cây, có những cây nó có lỗi nhỏ một tí em phát hiện ra thì em báo với các bác.
có cây nó em không phát hiện ra thì các bác cũng hoan hỉ giúp em nhá. Đây, cây thứ ba siêu mít luôn này. Đấy, các bác nhìn rõ cho hộ em chứ không về. Với cái giá này em nói thật cho các bác nghe, đố các bác mua đâu được như thế này. Em giá này em dán bán giá vỡ nợ đấy. Mã H37 gồm có 3 chậu 450.000, chậu thứ nhất 2 cây đây. Đấy. Chậu thứ hai này. Cái lá vàng này thôi em dứt luôn ra nhé. Chậu thứ hai này, 2 cây này. Có nghĩa là chậu này, cái mã này có 3 chậu có 6 cây nhá. 3 cây. Mã H38 gồm có 3 chậu siêu mít 6 cây giá 470.000. Chậu thứ nhất này. Chậu thứ hai này. Ôi dồi ôi, cái quần này nó nhỏ mà nó xếp đẹp quá cơ. Mít xếp luôn, 2 này. Và chậu thứ ba này. Sờ bê một cái chậu cây gãy cả cổ tay em, tay em đã tay cẳng gà rồi các bác ạ. Mã H39, 3 chậu 440.000. Một này. Ba chậu này được 5 cây nha các bác nhá. Hai này. Các bác cứ xem xong các bác chụp hình và giúp em để khi mình nhận hàng mình sẽ đỏ cây cái hình ảnh với cái cây em gửi xem nó có giống nhau không nhá. Cái cây này lá nó bị sứt một tí nhá. Đấy. Mã H40, 4 chậu 450.000. Chậu thứ nhất siêu mít này. Con này nó đẻ rồi nhá. Chậu thứ hai được 2 cây này. Toàn hàng siêu mít thôi. Chậu thứ ba này. Con này nó có ủ rồi nó này. 2 cây nó lại còn đang đẻ ra 2 cây ở dưới gốc lên đây này. Đấy. Và lá nó bị lỗi một xíu ở đây nha các bác nhá. Để các bác cắt ngang đi cho em được, em lười em không cắt. Chậu thứ tư này. Đấy. Mã là mã siêu mít luôn. Sau đây em tiếp tục em lên một số mặt hàng thuần đang có tại vườn nhà em. Em có một ít cái hình đai châu Thái nhá. Hàng nó chỉ hơi lỗi một xíu, có cây lỗi, có cây không lỗi. Và tất cả những cái hàng này em xử lý hết rồi. Đây này, hầu như là cây nào nó cũng ra rễ nhá. Hầu như thế chứ không phải là cây nào cũng ra rễ nhá các bác nhá. Phun rễ này, các bác nhìn thấy rễ to tơ sướng không? Đấy, em cắt tỉa sạch sẽ rồi. Em xử lý rồi. Rễ nó đã phun ra rồi. 90% rễ nó ra chứ không phải cây nào nó cũng ra nhá các bác nhá. Về các bác chỉ việc treo chơi. Và một số bác mà mình muốn ghép sang gỗ lũa ấy thì em tư vấn như thế này. Có thể là các bác để nguyên như vậy các bác ghép, trong quá trình ấy thì cái cây này nó sẽ rơi dần cái nhựa này nó sẽ ải ra dần ra. Thì mình cắt bỏ sau cũng được, hai là các bác ngâm vào nước cho em. Sau đến các bác cắt cho em nhẹ nè, khía đây một cái, khía đây một cái, khía đây một cái. Các bác đẩy nhá, ở đây nó có một cái cốc nhỏ xíu này. Đẩy một phát là dễ ghép được, tự nó bong ra nên nhá các bác nhá. Đấy, em giới thiệu qua vậy. Và về các bác chăm sóc là 7 đến 10 ngày. Các bác vẫn cho ăn dinh dưỡng một lần nhá. Em cho các bác xem qua một số mặt hoa này. Hàng này hàng châu Thái cho nên là bông hoa nó rất dài, màu hoa sặc sỡ và chơi rất là bền luôn. Hàng này hàng em nhập khẩu từ Thái, trực tiếp từ Thái nha các bác nhá. Và khi các bác nhận hàng thì cây nó sẽ hơi héo một chút. Em tại vì em đóng em gửi đi xa, em phải cắt nước em gửi đi xa, chứ để cây tươi gửi đi xa là nó sẽ thối. Các bác để ra ngoài vài tiếng các bác tưới nhẹ cho em, sang đến ngày hôm sau mình mới tưới mạnh nha các bác nhá. Em đánh tiếp mã là mã H31, gồm có 5 chậu 290.000. Các bác nhìn này, gọi là lỗi, em xả đấy, em nói vậy để em xả hàng đấy chứ em xả giá cực rẻ rồi, có cây lỗi một xí xí, có cây không lỗi nhá các bác nhá, chứ không phải là cây lỗi đâu. Giá là giá cực kỳ yêu luôn. Đấy, 2 này, 3 này, 4 này, 5 cây. H31, H32, 6 cây, 290.000. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Ai này có tính ra có 50.000 một cái cây như thế này. Cây cực kỳ là cứng cáp. Đấy, các bác nhìn đến xem nó có vấn đề gì đâu. Không đúng không? Em gọi là em thì nói hàng lỗi chứ thực ra là nó chi thi thoảng nó một cây nó hơi một tí thôi, chứ còn nó không lỗi nhá.
em xả này, đố các bác mua đâu được 5 cây, 50 nghìn một cây như thế này. Và cây này là cây năm thứ 6 rồi, các bác nhìn cuống hoa cũ đây. Đấy, cuống hoa cũ đây nhá. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Tiếp theo mã H33 5 chậu, 290 nghìn. Cây to thì nó sẽ được ít cây, cây bé nó sẽ được nhiều cây. Đây này, ví dụ như đây thì nó chỉ bị một tí đây này, lỗi vận chuyển nhá. Đấy, 2 này, 3 này, 4 này, 5 chậu nhá. Đấy, các bác nhìn thấy ngon được một đống to tướng, em lại còn bao ship nữa. 50 nghìn, tính ra có 50 nghìn một cây, em lại còn bao ship nữa cơ. H34 6 chậu 290 nghìn. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Ai lại cái cây cầm nó cứng cáp như thế này. H35 5 chậu 290 nghìn. Và trên mỗi một đơn hàng em sẽ nhặt nhiều màu hoa cho các bác nhá. Tết này các bác chơi hoa nó rực rỡ luôn. Các bác nhìn bắt đầu nó phun dễ sữa này. 3, 4 này, 5 này. Đấy, bỏ cái cây này, cái sen này ra cây. Tiếp theo mã H36 7 chậu 290 nghìn. Đây các bác ơi, các bác nhìn vào cái cây này, các bác nhìn kỹ kỹ cho em đo cẩn thận như thế này nhá. Đấy, em quay xa này, em quay gần này, tránh tình trạng về các bác cũng dố có 50 nghìn một cây, các bác phải tưởng tượng nó ra như thế nào nữa. 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 cây nhá. Trời ơi, 7 cây này em bao ship 7 cây thì ít nhất là nó phải được 12, 13 bông hoa rồi. Đấy này, đấy này, em tính trung bình một cây nó sẽ có 2 ngồng hoa, nhưng mà có cây nó sẽ ra 3 ngồng nhá. Đấy. Em có mấy cái giò sóc tím Thái em bỏ ra em xả cho các bác nhá. Nói về cái dòng sóc tím Thái này, bông hoa siêu dài luôn các bác nhá. Đấy. Và cái hàng này em trồng thuần nó đã ra rễ rồi các bác này. Đầu tiên em đánh cho các bác ba bộn cái chậu này, mã là mã 49 nhá. Đây các bác nhìn này. Trời ơi, đây em cho các bác xem phun rễ. Cái lá nó thì nó chưa được mướt căng lắm đâu, nhưng mà rễ em trồng này các bác ơi. Đấy, các bác nhìn ở bên trong ảnh có khi nó không rõ ở bên ngoài. Phun rễ luôn nhá. Đấy, mã 49 này gồm có cái chậu này gồm có mấy cây nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngọn này nhá. 6 ngọn này em để cho các bác giá 270.000 bao ship nhá. Đấy, 270.000 bao ship này, các bác nhìn phun rễ luôn nhá. Hàng này hoa siêu, hoa nó thơm, chứ nó không hắc như cái chồn rừng đâu nhá. Hoa siêu thơm luôn, và bông hoa cực kỳ dài. Tiếp đến là một mã 86 này. Mã 86 này gồm có 1, 2, 3, 4, 5 ngọn nhá. Nhưng mà ngọn nó cũng to, tương đối to đấy. Đây này, lá xếp này, rễ cũng phun rễ luôn nhá các bác nhá. Giò này em để cho các bác giá là 270.000 bao ship nhá. Các bác nhìn rễ này. Chứ cái hình bình thường cái hàng này một cái chậu của nó, một chậu một cây họ đã bán 170.000 rồi. Đây nhà em là chẳng qua là em trồng cấy lên thì nó em bán xả đi để em thu vốn về nhá. Đấy. Tiếp đến là một mã chồn trắng nhá. Em đánh mã 80. Chồn trắng thì các bác hoặc là sóc trắng thì các bác khỏi phải xem mặt hoa luôn. Hoa nó trắng muốt luôn. Hai chậu này gồm có 3 cây nhá. Em để cho các bác giá 250.000 này. Phun rễ rồi nhá. Đấy. Và một cái giò này, giò là giò Kurat Kuki. Em đánh mã số 65, nó gồm có 1, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ngọn nhá. 8 ngọn và đang có một nụ hoa nhá. 8 ngọn này, em bỏ xuống đây em quay cho các bác xem này. 8 ngọn này. Hôm nay em để cho các bác cái giò này giá 490.000 bao ship nhá. Hàng thuần rồi. Tiếp theo em sẽ giới thiệu tiếp các bác một mặt hàng nữa siêu đẹp luôn. Giả hạc Pháp hoa Tết nha các bác nhá. Trời ơi, thân nó tím lịm này. Các bác nhìn này. Bao la bát ngát luôn nhá các bác nhá. Đây này. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Bao la luôn nhá. Thân tím lịm luôn này. Em cho các bác xem mặt hoa nhá. Mặt hoa chuẩn hoa Tết luôn. Giả hạc Pháp là quý vị em cũng không phải giới thiệu các bác nhiều, mà dòng hoa nổi tiếng rồi.
Ngày xưa những cái thằng, những cái ngọn như thế này này, họ toàn, các bác nào chơi ngày xưa thì biết rồi đấy, toàn hơn 100.000 một ngọn, mà hôm nay thì giờ thì càng ngày nó càng rẻ đi, siêu rẻ luôn các bác ạ. Đây các bác nhìn này, thân nó tím lịm này, hoa nó tím rất đẹp nhá. Và cái dòng này đặc biệt nó lại rất là thơm. Một chậu như thế này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 150.000 một chậu thôi nhá các bác nhá. Đấy. Này, các bác nhìn thân nó đài dài đều tăm tắp luôn này. 150.000 một chậu thôi nhá. Đấy. Các bác mua 3 chậu như thế này. Đây. Em quay cho các bác xem nhá. 3 chậu như thế này em sẽ miễn phí ship. Trong trường hợp các bác mua ghép đơn 1 chậu thì em mới gửi nhá, còn không em gửi từ 2 chậu trở lên. Và phí ship các bác cộng thêm cho em 30.000 nhá. Đấy. Em bán quá rẻ rồi cho nên là em phải đi từ 2 chậu trở lên. Đấy. Và đối với cái dòng hàng này, hoa các bác muốn nở hoa chuẩn Tết thì các bác tầm tháng 10 dương lịch trở đi, các bác cắt nước, các bác ngừng tưới vào thân, vào lá cho em nhé. Các bác tưới chỉ tưới vào giá thể thôi nhá. Đấy. Và hàng ngày 7 đến 10 ngày các bác vẫn tưới cho em cái phân bón lá và dinh dưỡng cho các cháu nó ăn một lần nhá các bác nhá. Đấy. Cái cây này này, nếu mà đã đặt được cái chiều dài của nó phải dài tầm 1m2, 1m3 trở lên nhá các bác nhá. Đấy, còn hiện nay cây nó chỉ tầm từ 3, 4, 5, 60 thôi. Đấy, trên một chậu nó sẽ có cả thân dài, thân ngắn. Đấy. Hoa siêu thơm rồi. Siêu rẻ luôn đấy nhá các bác nhá. Bao la luôn. Đây. Các bác nhìn. Đấy, em nó rủ xuống có mà Tết nó ra có một suối hoa luôn nhá. Một suối hoa luôn. Thân tím lịm luôn. Và đây là một cái dòng cây hoàng hậu xanh, được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa nha các bác nhá. Ôi, đẹp lắm các bác ơi, chậu cổ to nhá. Này, cổ to hơn cả cổ tay em nhá. Đấy. Một chậu như này, chậu nào mà củ nó to thì nó sẽ ít thân, chậu nào củ nhỏ thì nó sẽ nhiều thân các bác nhìn này. Cái củ này nó phải như cái chậu này này, nó ít thân này. Cái củ nó phải to hơn cổ chân em nhá. Đây em đọ luôn đấy các bác ơi. Em đọ luôn cổ tay em vào nhá các bác nhá. Đấy. Và cái hàng này về các bác lên sang chậu cho em. Sang chậu để làm gì? Để cho nó có đất, nó phát triển, nó sẽ đẻ thếp con nhá. Mình sang chậu sẽ bằng cái gì các bác trồng cho em? Tốt hơn nhất là trồng bằng, cho em bằng vỏ thông đi. Chứ còn nhà bác nào mà trồng bằng cái than hoa ấy thì mình lên xử lý cái than hoa cho nó hết mầm bệnh đi thì mình mới trồng. Đây và hàng cây thực tế nhà em nhập cách đây 2 tháng rồi về nó đã ra nụ rồi nhá. Hàng này em sẽ bán cho các bác tình trạng là cây chưa có nụ. Về thì nó sẽ ra nụ như các bác nhá. Đây mặt hoa thực tế đây, siêu thơm luôn. Một cái cần bông của nó sẽ dài phải tầm 90 đến 1 mét nhá. Đấy. Khi nó ra hoa, từ lúc ra hoa cho đến lúc tàn nó đập, từ lúc nhú nụ cho đến lúc tàn nó đập rơi phải tầm 4-5 tháng nha các bác nhìn đây đây. Đấy, một cây nhà em đây. Cây này nó mới hé hé thì nó chưa nở bung ra nha các bác nhá. Bung ra thì đẹp lắm. Đấy. Hoa siêu thơm luôn nhá các bác nhá. Nữ hoàng của các loài hoa. Đấy. Và hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 130.000 một chậu. Những shop khác người ta đang bán 150, 170 một chậu. Cho nên là các bác mua hàng nhà em đã bán rẻ rồi, các bác đừng mặc cả em khổ thân em nhá. Các bác đừng mặc cả, tại vì em bán rẻ so với shop khác là những 30.000 một chậu rồi. Ba ít nhất là 3-40.000 một chậu. Em sẽ bán combo 3 chậu là 390.000, có nghĩa là 130.000 một chậu em miễn phí ship. Trong trường hợp các bác mua ghép đơn 1 chậu, em sẽ đi đơn 1 chậu ghép đơn. Và các bác mua em sẽ chuyển 2 chậu trở lên thì các bác sẽ cộng tiền ship cho em nhá, chứ 1 chậu là em không chuyển nhá, tại vì đấy, như em giải thích với các bác rồi đấy. Người ta bán những 160, 170, 180, thậm chí 180, 190 1 chậu. 1 chậu. Cho nên là các bác mua 1 chậu người ta cũng chuyển, nhưng anh nhà em bán lãi suất cực kỳ là nhẹ cho nên là 1 chậu em chuyển em không có công nhá. Em còn lỗ tiền thùng bìa. Đấy. Siêu nhiều luôn. Hoa cực kỳ là thơm luôn. Này, hoát hít luôn bông hoa. Một cái cần bông này nó ra phải hàng trăm bông hoa nhỏ nha các bác nhá. Hàng trăm bông hoa nhỏ li ti.
Akurat Cookie, hàng cây lá xếp của nhà em nhá. Các bác nhìn chưa? Siêu đẹp luôn. Đấy. Hàng này là một chậu nó có hai cây này, lá xếp này. Cây nhỏ nhỏ xinh xinh nha các bác nhá. Đấy. Và em cho các bác xem mặt hoa thực tế đây, hoa nở tại vườn nhà em đây. Trời ơi, một cái cây, một cái bông của nó cánh siêu to luôn, cánh tròn nhá. Hoa siêu thơm luôn. Nhìn ở bên ngoài đẹp lắm các bác ạ. Đấy. Hàng này hoa nó sẽ bắt đầu nó nở từ bây giờ cho đến tháng 12 dương lịch, thậm chí đến Tết nhá. Như nhà em đã được chơi hoa Tết rồi cái này rồi. Cho nên là cái hàng này ấy, về bây giờ các bác cứ trồng đi, từ giờ đến Tết em đảm bảo có hoa cho các bác. Đấy. Hàng này trung bình là một chậu nó có hai cây này các bác này. Corat Cookie như một chậu hai cây. Em chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu như thế này, 3 chậu là 6 cây như thế này, em sẽ miễn phí ship cho các bác nhé. Đấy, 3 chậu 6 cây như này em miễn phí ship. Trong trường hợp các bác mua 1 chậu ghép đơn, em vẫn chuyển hàng nha các bác nhé. Siêu nhiều này, các bác nhìn này, bản lá to dày nhá, đáng yêu lắm, hoa siêu thơm luôn. Đấy, em cho các bác xem thực tế rồi đấy. Thơm lắm, hoa này chơi phải tầm 2 tháng mới tàn nha các bác nhé. Đấy, với điều kiện là các bác khi nó ra hoa, các bác đừng tưới vào hoa nhá. Đừng tưới vào hoa. Ôi. Có một cái mặt hoa này và một mặt hoa nó sẽ nhạt hơn và một mặt hoa nó sẽ đậm hơn. Nhưng mà ở vườn nếu cái nhà em có cái giò to lắm, em không bê ra đây được cho các bác chưa chiêm ngưỡng. Đấy. Siêu đẹp luôn. Em giới thiệu tiếp các bác một dòng hoa cực kỳ nổi tiếng nhá. Phi điệp trắng Di Linh nhá. Trời ơi, dòng cây này cực kỳ nổi tiếng này. Hoa siêu thơm và bông hoa siêu to luôn. Em cho các bác xem mặt hoa này. Mặt hoa đẹp chưa? Đấy. Bông hoa cực, giờ cái cuống hoa, cái bông hoa của nó cực kỳ sai nhá. Sai từ gốc đến ngọn luôn. Đấy. Phi điệp trắng Di Linh nhá. Một dòng cây là cực kỳ nổi tiếng. Các bác xem này, thân mẹ của nó dài chưa? Thân mẹ của nó dài hơn 1 mét nhá. Đấy. Cây này, một chậu của nó trung bình nó có từ 4-5 thân trở lên nhá. Trên một chậu sẽ có thân dài, thân ngắn. Và những cái thân to mập ý, thì nó được bé. À thì nó được ít. Còn cái thân nó nhỏ nhỏ hơn thì nó sẽ được nhiều thân hơn. Và các bác ơi, các bác nhìn cái ngón tay em nhá. Đấy, tránh tình trạng một có bác ấy, bác về bác bảo là về của em, cái thân của em về nó chỉ to bằng ngón tay thôi. Chị tưởng nó phải bằng ngón chân cái là em không có đâu các bác nhá. Đây này, đẹp long lanh luôn. Thân già rất là nhiều luôn này, thân già nó dài như thế này này. Đấy, thân già em vẫn để cho các bác thân già để về các bác ươm ki nhá. Đấy. Hàng này hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác giá cực yêu luôn. 120.000 một chậu. Một chậu nó có trung bình từ 4-5 thân trở lên đây. Đấy. Và các bác mua 3 chậu như thế này em free ship nhá. Trong trường hợp các bác mua một chậu thì em mới gửi ghép đơn, chứ còn em đi hàng từ 2 chậu trở lên thì các bác giả cho em phí ship là 30.000 nhá. Ủa, nói cái dòng này thì bao phê luôn, vì tội là hoa nó thơm lắm lắm ấy. Di Linh trắng nhá. Trắng hơn Ngọc Trinh luôn. Đấy, bao phê luôn cho các bác. Và đây là một cái dòng giả hạc Thiên Cung Nữ Bố nha các bác nhá. Cái hàng này là hàng giống Đài Loan nha các bác nhá. Ôi đẹp lắm các bác ạ. Mê ly luôn. Đây này, hàng thực tế tại vườn nhà em nhá. Nói về cái dòng Thiên Cung Nữ Bố này thì hoa nó cực kỳ là sai hoa luôn các bác nhá. Sai hoa cực kỳ. Em cho các bác xem hoa của nó này. Rồi. Mặt hoa đẹp chưa các bác ơi? Đây, chỗ này nó nắng nó rọi vào. Đây, mặt hoa đẹp chưa các bác này? Và hoa cực kỳ là sai nhá, sai từ gốc đến ngọn các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá cực yêu luôn nhá. Này, một chậu chi chít chỉ chịt mấy chục thân luôn đây này. Em chia sẻ với các bác giá là 160.000 một chậu đi. Các bác mua 3 chậu em miễn phí ship nhá. Trong trường hợp nào các bác mua một chậu và ghép đơn thì em mới gửi nhá. Còn nếu mà các bác đi đơn không thì em gửi từ 2 chậu trở lên nhá. Đấy, tại vì là nó cũng chả lãi nhiều đâu, cho nên là em bán quá rẻ rồi. Đây này các bác nhìn này, 3 chậu như này này,
thân sai chi chít luôn nhá. Gọi là mê ly luôn đấy. Ba chậu như thế này có bao nhiêu? 480.000. Đấy. Và ly ship luôn. Cái này á, lúc nó ra hoa các bác mua như này, lúc nó ra hoa nó ra cả một suối hoa luôn. Có chậu thân ngắn, có chậu thân dài nha các bác nhá. Đây ví dụ như chậu này là thân dài này thì nó sẽ được ít ngọn hơn. Đấy. Lúc nó ra hoa, ui giời ơi. Một suối hoa mê ly luôn. Hàng này thì các bác về các bác chỉ việc trao chơi thôi, chăm sóc cực kỳ là dễ nhá. 7 đến 10 ngày các bác cho em ăn phân một lần. Đây này, trời ơi mê lắm, em đứng ở vườn nhà em này. Mà em còn không chịu được vì tội nó đẹp quá. Đây. Ui giời ơi. Nó là một cái rừng luôn nhá. Đấy. Nó là một rừng luôn. Đẹp lắm. Chậu rất là nhiều thân luôn. Và đây là một cái dòng dáng hương Samurai, hay còn gọi là dáng hương Nhật Bản nhá. Đây hàng bắt đầu bây giờ cây có cây bắt đầu đã sưng nụ rồi các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Nói về cái dòng dáng hương Nhật Bản này, hoa cực kỳ thơm. Các bác nào mua nhà em năm ngoái thì biết rồi đấy. Hoa siêu thơm luôn. Và nó bắt đầu nó nở từ bây giờ cho đến Tết. Hết đợt hoa này đến đợt hoa khác. Như năm ngoái nhà em nó nở tất cả là 3 đợt nhá. Đây, có một số cây nó ra nụ rồi. À, ra hoa đấy này. Siêu thơm nha các bác nhá. Bộ rễ nó thì đáng yêu lắm các bác ạ. Các bác mà năm ngoái các bác mua đấy nhà em đây này, em mới cắt bớt rễ đi. Năm ngoái các bác nào mua nhà em ấy, rễ nó phải ra dài nửa mét nhá. Siêu đẹp luôn. Này các bác ơi, giờ rễ nó đang phun ra ra trắng rồi đây này. Đấy. Cây nào rễ nó cũng ra trắng rồi nhá. Hàng này hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác giá cực yêu luôn. Như năm ngoái ấy, em bán cho các bác giá là 250.000 một chậu. Một cái miếng như thế này. Năm nay em sẽ chia sẻ cho các bác có cả miếng, cả bảng to lẫn bảng bé nhá. Em sẽ chia sẻ với các bác giá 280.000 ba bụi, em bao phí ship nhá. Nay em sẽ free ship luôn. Dễ này. Đấy. Về các bác lên thả vào các bác mua như vậy về các bác lên thả vào chậu này. Các bác lên thả vào chậu hoặc là các bác ghép vào gỗ cũng được nhá. Đấy. Một bảng của nó trung bình này rất là nhiều cây. Và cây là cây nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. Đấy. Đây một bảng, có cái nó là họ trồng bằng cốc, có cái là trồng bằng bảng nhá các bác nhá. Đây này. Siêu thơm luôn. Thơm lắm, ở đây có mấy bông nó nở mà thơm cực kỳ luôn này. Ví dụ như cây này đang lên nụ này, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, dễ này. Một cây của nó trung bình nó sẽ, một bảng của nó sẽ trung bình có đôi 4, 6, tầm 6, 7 cây trở lên nhá. Đấy, em nói 6, 7 cây trở lên, có cây nó sẽ tùm hơn nhá. Nhưng em sẽ bán combo 3 bảng là gồm có bảng cả bảng nhiều cây, bảng cả bảng ít cây nhá. Các bác đòi 3 bảng đều nhiều cây là em không có đâu các bác nhá. Đấy, em sẽ bán kèm. Siêu đẹp luôn. Đây này em thả 3 bảng này xuống đất thì cho các bác xem nhá. Đấy, đây 3 bảng này, 3 bảng trung bình đây. Đấy. Samurai. Dễ này. Cực kỳ yêu luôn. Và xếp nhá. Nhỏ nhỏ xinh xinh đi các bác nhá. Phân bón cho cây em về em phục vụ các bác nhá. Đầu tiên em giới thiệu với các bác một cái loại B1, B1 này, hàng này hàng của Thái Lan này. Cái hàng này thì các bác 7 đến 10 ngày các bác hòa ra, các bác tưới cho em một lần. Các bác hòa là hòa một cái nắp này tương đương với 2 lít hoặc 2 lít rưỡi nước nhá các bác nhá. Cái này là B1 để dinh dưỡng cho cây này. Tiếp đến là một cái loại N3M. Cái loại này là da rễ cực mạnh này. Cho tất cả trong đây nó có hướng dẫn sử dụng rồi. Đấy, cái hàng này này em để cho các bác giá 30.000 một nọ nhá. Và đây là một cái loại phân bón lá tổng hợp này. Nọ này này em để cho các bác giá là 40.000 một lọ nha các bác nhá. Đấy. Và đây là một cái loại phân thông minh. Cái phân này phân hạt là mình rắc vào cái quanh gốc cây ấy. Hàng ngày mình tưới nước thì cái dinh dưỡng nó sẽ chảy xuống dần nhá. Cái nọ này là 30.000 một nọ này. Đấy. Đây là một cái loại phân bón tổng hợp tốt, dễ bật mầm xanh lá này, giải độc, chốc sâu, chống sốc cây nhá. Cái nọ này em để cho các bác giá 50.000 một lọ nhá. Đấy. Tất cả trong đây đều có hướng dẫn sử dụng rồi.
Và đây là một cái loại phân que, cái loại này phân tan chậm, hàng này hàng nhập khẩu từ Mỹ nhá. Một cái vỉ này là 120.000 một vỉ. Đây cái hàng này các bác sẽ lấy một cái trong đây nó có những cái thỏi nhỏ, các bác lấy ra các bác để vào gốc cây nhá, hoặc là treo lên. Đấy. Thì hàng này dinh dưỡng nó cũng sẽ chảy dần ra, nó là phân tan chậm mà. Đấy.